Rồi, mình xin chào tất cả anh em nha. Nay mình đi lục lọi được ít máy anh em, lên cho anh em mình xem giải trí nha. Anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình, số điện thoại mình dưới phần tiêu đề dưới nghe anh em. Kênh mình bán thì mình nhắc lại thôi, cũng hai như hai hình thức thôi. Anh em chuyển khoản mình bao ship, còn anh em nhận hàng trả tiền thì anh em trả tiền máy với tiền ship nghe anh em. Tất cả máy đây là hàng nội địa Nhật, điện 100V. Anh em cân nhắc nguồn điện nhà mình trước khi mua máy nha, để anh em ghim nhầm vô rồi nó cháy nghe anh em. Bỏ tiền ra cháy rồi nói chung là cái gì cũng ổn nghe nè, nói chung là cẩn thận là trên hết. Anh em có xem có phù hợp á thì anh em alo mình, còn hát không phù hợp thì anh em xem cho vui, là mình cũng rất là cảm ơn anh em rất nhiều rồi. Nếu anh em mà có nhín chút thời gian cho mình một like, phải nói là mình rất là trân trọng đấy. Thôi rồi mình vô nghe nè, vô nhanh lẹ rất rẻ nha. Kế bên nó có karaoke thành ra cũng hơi ồn nha anh em, anh em thông cảm giùm nha. Nói chung nhà ta cái bên mà đây, đầu tiên là một cái máy mài Hitachi nè anh em. Máy mài Hitachi này cái hiệu nó là hiệu đời cao nè, Hikoki nha anh em, Hikoki điện 100V 720W nha anh em. Đây là lưỡi, nó là lưỡi một tấc đấy, lưỡi một tấc. Hikoki đấy, cây số 1, cây số 1 350 nghe nè, 1 350. Cây số 2 này cũng nói luôn nè anh em, cây mạng Hitachi luôn, điện 100V 720W, lưỡi một tấc luôn đấy. Đây này là Hitachi nha anh em, Hitachi cũng 720W, lưỡi tấc luôn. Đấy. Cây số 2 này 350 nha anh em, 350. Quá trời. Karaoke. Đây tiếp theo một cái fan đây anh em. Cái fan điện 100V 400W. Đầu kẹp nó là đầu kẹp 13 nghe anh em. Đây có cái đồ mở khoang nè anh em. Đồ mở nè, chính nè. Này là mở ra nè anh em. Nè, tới vô. Đấy, bóp nhẹ cho nhẹ, bóp mạnh cho mạnh nè anh em. Ngoài búa này nè, mình thấy búa không? Búa của nó đó, cấp cấp phân sắt phân gỗ phân búa đây nè. Nè bên đây là nè, phân sắt phân gỗ bắt vít nè anh em, còn bên đây nó có cái búa nè anh em, hình có cái búa, anh em về xem có cái búa là anh em hiểu rồi. Nói chung là anh em thợ thầy thì nhìn qua cái biết rồi.
Tôi lấy cây số 3 450 nha anh em. 450. Cây số 4 là một cây thổi đây. Một cây thổi. Cây thổi Hitachi nha anh em. Điện 100V 460W. Là có đều tốc đó nha. Anh em muốn mức độ cỡ nào là tùy anh em. Tùy anh em đó, muốn thổi cỡ nào thổi, nhìn nhọn. Thằng lằn gì thổi bay té hết. Nhất là nhìn nhọn đó nha. Lâu ngày nhìn nhọn gần Tết nè, anh em mua cái máy thổi này về thổi. Thổi trong nhà cửa là ok. Nói chung là mình cũng vài bữa cũng lục lạo cái để cái nhà xài. Thổi. Tết nhất thổi cho hơi đồng mà quét. Đấy, cây số 4, 450 nha anh em. 450. Đây, cây số 5 là một cây cưa kiếm nè anh em. Cưa kiếm, có cái lưỡi nha. Điện 100V, 280W. Đây, dây của nó như thế này nha anh em. Nguyên riêng. Bớt nhẹ cho nhẹ nha, bớt mạnh cho mạnh. Đấy, bớt nhích luôn nè. Đấy. Đấy, ngoài hình của nó nè, dây nguyên riêng của nó như thế này. Cây số 5 400 nghe nè. 400. Cây số 6. Cây số 6 là một cây cắt ti. Cắt ti Hitachi. Điện 100V, 285W. Nó cắt được là từ sắt 10 trở xuống nghe anh em. Cái này dành dựng cho anh em nào mà thợ hồ. Anh em thợ hồ nào mà cứ cắt cắt sắt để làm bẻ tê quê đó nha, bẻ nồng cột, nồng đa đâu đó. Rồi là cắt khỏi cần kéo. Thường thường thợ hồ làm nhà cấp 4 rồi nhỏ nhỏ là cầm kéo, còn cái này là lấy cái này cắt là ok. Đây. Đây anh em. Đấy, cây số 6. 600 nghe anh em. 600. Cây số 7 là một cây cưa lộng nè anh em. Một cây cưa lộng Hitachi có đá lưỡi nè, từ 0 tới 3 nè. Điện 100V, 400W nha anh em. Có điều tốc đây nè, điều tốc đây. Đây nè, đây. Đấy, cấp 1 là quá nhích nhích nha. Lên này nè.
nhích nhích nữa anh em. Đấy, quá cỡ rồi. Đây còn đá lưỡi nha anh em. Anh em muốn đá cỡ nào đá đó nha. Muốn đấm cỡ nào đấm. Muốn đá đấm, muốn lên chỏ xuống gối gì đó. Thì anh em nha. Đấy. Cây số 7 Hitachi. Đây nè anh em. Con lành nha. Đây. Động người nói nha. Cây số 7 4,5 nha anh em. 4,5. Cây số 8 là một cây cắt tôn nha anh em. Cây cắt tôn Makita điện 100V 260W. Đấy. Này nó cắt như cái nhấp kéo anh em. Tốc độ của nó phải nó nhấp cực kỳ nhanh luôn. Đấy. Cây số 8 Tôn Makita. Đây, ngon lành cành đạo này nè. Cây số 8 500 nha anh em. 500. Cây số 9 lên nè. Cây số 9 là một cái fan. Cây fan này phải nói là cái hàng Milwaukee nghe nè. Milwaukee nha. Chứ giữ nè. Milwaukee USA của Mỹ nha. Rồi thông số của nó là thua nghe nè. Thông số của nó là bó tay. Cái đầu kẹp 13 nè nè. Đầu kẹp của nó thôi. Cái đầu nó len keng luôn nè nè. Đấy. Milwaukee. Chui nó ba chui vậy nè anh em. Vậy anh em bẻ hoặc cưa này bỏ đi. Rồi hai ghim xéo xéo vậy cũng được. Đấy, ghim về là cũng ok nè anh em. Ghim chừa cái chui nó ra nằm ngoài. Chui nó chui mát thôi. Mình đây ở Việt Nam mình không có xài chui mát. Nó chạy phải nó là cực kỳ êm nè anh em, đều tóc nè. Quá nhuyễn luôn nè anh em. Đó anh em thấy không? Đỉnh luôn nè. Đảo chiều đây anh em, đảo chiều. Đấy nè, đấy. Cái này phân sắt, phân gỗ thì thôi. Phải nói cái độ im của nó đừng nói tới luôn anh em. Milwaukee thì anh em biết rồi, thương hiệu của Mỹ thì nói Milwaukee là phải nói hàng, phải nói là chất lượng của nó thì khổ phải suy nghĩ nghe nè. Hàng Milwaukee thì khổ phải suy nghĩ. Đấy. Cây số 9 550 nghe nè. 550. Cây số 10 là một cây cắt nè anh em. Cắt này là điện 100V 500W nha anh em. 100V 500W. Đấy. Này để gì nè, 115 nè, hình như là nó tượng đất. Cái này là cắt, cái lưỡi nó là lưỡi hợp kim cắt sắt nha anh em. Cái lưỡi nó là lưỡi hợp kim nha. Cắt sắt lưỡi hợp kim nha anh em. Đấy, cái lưỡi này là phải nói là cái lưỡi này là mua là tiền không nha anh em. Cắt sắt lưỡi hợp kim nè. Đấy. Có cái đế này nè, nó anh em cắt thoải mái đó, cắt sắt lưỡi hợp kim nè anh em. Nó là ok luôn. Đấy.
mấy cái này là cái tay anh em phải bóp nghe cái nha anh em, bóp rồi mới mới bóp còn nha. Đấy. Phải nó được cực kỳ đỉnh nha anh em, dây cầm dây. Con cá thì bóp nút ngang, thì bóp để ngang. Vậy thôi. Vậy là lụm. Cắt sắt lửa hợp kim nha anh em. Quá ok nha. Đấy, anh em nào thấy phù hợp thì alo. Đây, anh em số 10 600 nha anh em. Cái số 10 600. Cây 11. Cây 11. Đây một cây cưa lỏng. Rồi cưa lỏng len ken. Len ken xà beng luôn đây anh em. Cưa lỏng. Cưa lỏng này là cưa lỏng. Bitlicker nghe nè. Bitlicker Major USA. Đấy. Có cái bàn nữa nè. Bàn luôn nè. Đấy. Có cái thùng. Cái thùng cho mình có cái bàn đây nè, đấy đường tóc nó ngoài chơi nè, đường tóc là nhúc nhích luôn rồi. Đấy 100V 300W nha nè, 300W Bitlicker đấy nè, đấy. Đấy quá ok luôn nè, đấy cái thùng cầm ấm hiểm không, rồi thùng nó nằm đây nè. Cây số 11 500 nha anh em. Cây số 11 500. Cái thùng được luôn. Hiểm. Đây tiếp theo cây 12 là một cái cây cưa thân dọc đây anh em. Đấy, lưỡi là lưỡi chữa xài luôn. Đây. Điện 100V. Điện 100V 1050W nha anh em, lưỡi của nó là 125 nha. Đấy. Đó đèn sáng rực luôn em, đèn sáng ok luôn đấy. Đấy không thiết độ ok hết trơn anh em, đấy con này cao thấp đấy. Cây số 12. Cây số 12 này 650 nha anh em, 650. Đấy. Số 12 650. Cây số 13 là một cây cưa. Cưa này nó cưa Hitachi nhưng mà lưỡi này là lưỡi cắt gập nha anh em. Này là 1050W, lưỡi của nó cũng là 125. Đấy. Đây nè. Phải nó cực kỳ anh em, Hitachi mấy cái dòng này phải nói là nó đỉnh dữ tận đấy nè, đấy ngon lành cành đào đẹp luôn nè anh em, phải là đẹp luôn. Đấy, nèm theo xuất sắc không? Xuất sắc luôn đó nè. Đấy, cây số 13. Cây số 13 này nè, 500 nha nè. Cây số 13 550.
Đấy, 550. Đây, cây số 14 là một cây cưa đây nè, một cây cưa Makita. Cưa này điện 100V, 1050W nha anh em. Nó 11A nè, 1050W. Lưỡi của nó là 180 nha anh em. Lưỡi 180. Đây, lưỡi của nó len keng xà beng. Đây anh em. Đây. 3 nhân cho 180 nè anh em. Đấy. Makita. Lưỡi của nó thì anh em khỏi phải suy nghĩ nha. Đấy. Len keng xà beng. Đây, nghiêng. Nghiêng cao thấp đầy đủ, nghiêng 45 độ đó nha. Mình nói nghiêng này là nghiêng cao thấp đầy đủ là anh em hiểu rồi. Đây anh em. Được chưa? Đấy. Đây nè. Đấy, thắng cực kỳ bốc luôn nè. Đấy. Đấy, đấy, mình thấy cái độ thắng của nó rồi. Phải nó là quá đỉnh nghe nè. Thắng cốp cốp cốp. Thắng còn hơn là thắng hơi xe tải nữa. Lưỡi len keng luôn, lưỡi này nó cắt một hai đường mỏng mỏng nè anh em thấy nè. Đấy. Cắt hai đường nè. Rồi. Cái số 14. 550 nghe nè. 550. Đây, tiếp theo là cây 15. Cây 15 là một cây Hitachi nghe anh em. Hitachi điện 100V, 1050W, lưỡi của nó là 185 nghe anh em. Lưỡi của nó 185. Đấy anh em, len keng chưa? Đấy, thép còn ok đầy đặn hết nha anh em. Đấy. Thép còn đầy đặn hết. Hitachi. Nghiêng cao thấp đầy đủ hết. Máy chạy bốc hay không để ghim vô rồi mới biết. Đây. Đấy, quá ok nha. Đấy nè. Đấy, ok rồi. Đấy, mình bóp mình rút về là đang rút cái đậu. Đấy. Cực kỳ. Đẹp lên anh em. Đấy. Quá ok. Kỳ chưa? Đấy anh em. Cây số 15. 550 nghe anh em. Số 15, 550. Đây, cây số 16 là một cây cưa. Một cây cưa Hitachi. Này là C7MB4 nghe anh em. Nó có dán cái miếng ngay trồng lên cái tem nè. Cho anh em. Cái lưỡi cái cưa Hitachi mà cái lưỡi của nó là Makita 190 đây anh em. Đấy. Makita 190, cái lưỡi này phải nói là ăn tiền thôi anh em. Đấy, đế đồ ngon lành. Ngon cành cành đào chưa? Anh em thấy đẹp nha anh em. C7MB4 là anh em biết thương hiệu của nó dữ rồi. Đây đèn là ok nghe anh em. Đây. Đấy, đèn có nghe anh em. Đấy. Đây. Đấy. Đấy, quá đỉnh luôn nghe anh em. Về mình nó lôi cái cưa đi luôn nè. Đó, nó cực kỳ bốc. Cái số 16. Số 16 này 600 nghe anh em. 600.
số 17 là một cây cưa đây anh em, một cây cưa Hitachi điện 100V, này C8 nha anh em. C8 là lớn nữa nha, lưỡi nó 216 là điện 100V. 12A nha anh em. Nó 12A là nó phải là 1150W anh em, 12A mà lưỡi của nó là 216. Đây. Lưỡi Hitachi luôn đây. Này lâu ngày nó có hơi ấy nè. Nè Hitachi nè anh em. Anh em thấy cái dấu cắt của nó nè. Nó cắt một hai đường mỏng mỏng nè, anh em thấy nó trơ trơ nè anh em. Còn miếng còn cái thép của nó thì còn ok hết nha anh em. Thép là còn ok hết nha. Đấy. Phải là trọn vẹn luôn. Không có nó là hư mẻ răng nào hết đó anh em. Lưỡi 216 Hitachi. Đây, anh em thấy em úp của nó mượt mà chưa? Đây anh em. Đấy. Đấy. Đây nè. Đấy, thắng ngon lành mà cái trấn nó chạy hú hú luôn anh em, ghê không? Ok luôn đó anh em. Lưỡi 216 nha anh em. Đấy, cây số 17. Cây số 17 này 600 nha anh em. 600. Hitachi 216 nha anh em, lưỡi to. Đây anh em, tiếp theo là một cây cưa dòng đây anh em. Cưa dòng hiệu này là hiệu Milwaukee nha anh em. Đây Milwaukee này nè đó. Rồi còn đây chữ của nó là vô phương nha anh em, thằng của Mỹ nè, USA. Đây của Mỹ, thông số của nó là thôi bó tay anh em, thật sự vậy luôn. Đây nè, đây em của nó nè, ngon lành chành đào. Đấy, nói chung để sao cho anh em dễ thấy. Rồi để mình đứng lên giày mình bóp cho anh em dễ thấy hơn nha. Nói chung thì nó chạy thì ok anh em. Đây đấy, đều tóc mượt mà nè anh em, đó nhúc nhích luôn đấy anh em, thấy nó nhúc nhích luôn đó anh em. Bóp mạnh cho mạnh lên nha. Phải nói là quá ok nha anh em. Cái lưỡi này là lưỡi cắt sắt nha anh em, cắt sắt này. Cắt sắt dòng thì anh em cũng hiểu rồi. Cắt sắt đặc, cắt sắt ống, cắt sắt hộp gì là ok hết nha anh em. Đấy. Lưỡi đây, ok luôn, lưỡi phải nói là ok luôn nha anh em. Phải nói lưỡi ok, đấy. Phải nói lưỡi cực kỳ luôn. Đây, mình đo cái chiều nó cắt được cái sắt cỡ nào nghe nè. Đây. Này là 13 nghe nè. Đấy. 13, 1 tấc 3 là để vô đây là cắt được hết. Đấy. 13 trở xuống là để vô em nó là ăn tươi nuốt sống. Nhai luôn xương. Đấy. Milwaukee anh em. Thương hiệu này phải nói là như mấy cái cây pin rồi anh em. Mấy hai cái hàng pin này nó không Milwaukee một cái thôi. Tiền của nó phải nói là giá của nó phải nói là đừng nói tới luôn anh em. Vì người ta nói chung là quá chất thì nó phải vậy thôi, tiền nào của nấy anh em, vậy thôi. Muốn gái đẹp thì phải chi ra chút xíu.
trai tráng, muốn gái đẹp thì phải cho o đi dắt cà phê, cà pháo, dắt phải nhiều lần. Mình nói vậy thôi. Cây số 18, 1 triệu 2 nha anh em. Số 18, cây dòng này 1 triệu 2. Đấy. Anh em chuyển khoản bao nhậu luôn, Tết tới nơi rồi. Đây. Tiếp theo là một cây siêu phẩm này, cây này có 102 nha anh em. Nói thẳng cây cưa này. Mình lấy mới gặp một cây cưa này anh em, hàng siêu phẩm. Phải nói là hết biết luôn. Cưa này phải nói là đứng vào hàng độc chứ không có nói gì. Độc nhất vô nhị, không có cây thứ hai đâu anh em. Cái thân dọc. Made in USA nha anh em, Made in USA nha. Cưa này là cưa của Mỹ nha. Đấy anh em. Đây. Cái lưỡi của nó cũng đo luôn anh em ơi. Hàng của Mỹ này mình chịu cực nên chút xíu vậy thôi, nói chung là mình không rành hàng của Nhật. Đấy, lưỡi nó là 190 nha anh em. Lưỡi 190. Đấy. Anh em thấy cái đế cái bàn của nó là không có chân, không có gì hết trơn. Cái tăng đưa của nó là tăng đưa nó như thế này nè anh em. Đấy. Bật cái này xuống. Rồi bắt đầu là mình lấy cái gì đó mình khỏ lên. Khỏ lên xong rồi siết lại. Đấy. Nó nguyên cái phần trong này là đi xuống, đi lên, đi xuống, đi xuống, lên, đi xuống đó, nguyên cái bàn này. Còn cái này cái phần ngoài này không có ảnh hưởng hết. Đấy. Để dặn lỏng ra vậy cái là rồi mình nâng hạ, nâng lên hạ xuống. Rồi. Đấy rồi siết lại là cái gài lại là nó cứng đó nè. Đấy. Còn nghiêng thì nghiêng đây, có ốc trước ốc sau nghe nè. Đấy, nghiêng. Nó nghiêng cũng độc hơn người ta nữa nè. Nó nghiêng chỉ nghiêng cái bàn không à. Nó nghiêng cái bàn chứ không phải nó nghiêng bằng cái máy. Thấy nó. Đây nè. Phải nó độc. Đấy anh em, đấy nó có bản lề đây nè anh em, bạn nó có bản lề đó, nó nghiêng qua cái rồi vậy đó nha. Phải nó chế gì trong cái máy này, phải nói là đời cổ nha anh em, phải nó là cổ nha. Cái máy này là thuộc về đứng hàng siêu tầm nha anh em, mình tính bỏ vô tủ cái đứng hàng siêu tầm cho những cái máy của mình. Máy mình là lâu lâu cái mình lên một clip siêu tầm, hàng siêu tầm không. Đây nè, đây. Đấy. Răng cái lưỡi của nó, răng của nó cũng khác người ta nữa nghe anh em. Nó một cái là ba răng vậy đó. Phải nó được đọc cực kỳ luôn. Tem nó tem nhôm không anh em, tem nó phải là tem nhôm không à. Không có nói mà hư. Không có nói mà hư mà rách, không có nói gì hết trơn. Chỉ đọc được là Made in USA. Lưỡi nó thì mình đo. Lưỡi nó là 1.9 nè, tay cầm của nó nè anh em, tay cầm của nó không phải như người ta đứng thì đứng, nằm ngang thì nằm, còn nó nằm hơi xéo xéo vậy nè anh em. Mình phải nói cái cưa này từ mình bán từ hồi nào giờ mới thấy cây cưa này lần đầu tiên, mà không biết chắc có cây thứ hai hơn nữa. Phải nó đứng hàng siêu tầm nghe, hàng độc, quá độc nghe anh em, phải nó là quá độc luôn. Phải nói cái cưa này trời ơi, phải nói nè anh em, nồi đồng cối đá toàn bộ là nhôm không anh em, là về tỉ mỉ chùi một cái nó bóng lừ chân luôn. Mình nói thẳng mình cũng, anh em mua thì mua, còn không mua mình cũng để mình vệ sinh cho thật đẹp để chân chơi anh em. Quá, phải nói là nhìn thấy quá ghê. Đây chùi nó cũng là đồ của Mỹ rồi, cũng ba chùi vậy nè anh em, là điện cũng 100V nha anh em, của Mỹ thì từ 100 đến 120 nó chạy thôi. Đấy nè, đây nó chạy thì ôi anh em, nó chạy im ru hả nè đó, anh em thấy nó im ru. Đấy, nó cực kỳ luôn.
thích sưu tầm thì bỏ cái em này về, phải nói là chơi, để chơi. Phải nói là mình thấy cái cây này phải nói là nó là một lưỡi tất chính, cũng như bình thường mấy cái cưa kia thôi, nhưng mà người nào cứ dặn cái tính người, mỗi người 19 người 10 ý anh em. Người nào thích chơi đồ sưu tầm, mình thấy mấy cái cưa này phải nói là không có nói một cái gì hết, lại là hốt cái rắc liền anh em. Giá cả thì cũng cao thì cao, chứ trong bụng thích là thích là hốt liền. Phải nói cưa này phải nói nè đó, anh em nào thích chơi cái cưa này thì alo mình nha. Nói chung đó là cái gì? Cưa này nói chung là hàng độc nhất luôn. Vậy anh em xem cái kênh của mình từ hồi nào giờ mới thấy cái cây này đầu tiên. Đấy, cây số 19 này 1 triệu nha anh em, 1 triệu nha. Đấy, hàng này có một không có hai đâu, không có cây cưa thứ hai đâu. Đấy, 1 triệu, hàng USA của Mỹ. Tem này tem là toàn là tem nhôm nè, tem nhôm là không có nói hư vọng gì trên đây nè. Hai ba tem lá luôn, đẹp trước đây tem nữa nè. Đấy, toàn là tem nhôm không, đó không có nói là bay màu bạc màu xương gió gì. Đời này phải nói cái đời xưa tới bây giờ luôn, coi chừng ba cái đồng của nó trống bằng vàng luôn á. Đời mới thay khai thiên lập địa là có cái cưa này rồi hay sao, phải nói là quá độc rồi. Cây này 1 triệu nha anh em. Rồi, clip mình nay có nhiều máy đó anh em, anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình, số điện thoại mình dưới phần tiêu đề nha anh em. Đó, anh em nào xem mình chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Anh em nào đăng ký rồi cho mình một like để anh em nhận những video sớm nhất bên mình làm ra nha. Thôi chào anh em nha, hẹn anh em đợi clip sau.